Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, chơi với một người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Nakaroth với cái trang phục siêu việt cho các bạn cùng xem nha. Đây là một cái trang phục siêu việt bậc 3 thôi. Thì trên cái nick MP quá này thì được cái trang phục này mình thấy khá là ổn. Mới hôm trước thì mình làm trên nick anh Hảo thì những cái trang phục vàng vàng á, FMVP với cả quán quân ủa nhầm lúc quân sứ chứ. Đấy, thì là mình đã làm rồi. Còn nick này mình tính làm AIC, nhưng mà thì AIC mình làm hơi quá, thôi làm siêu việt đi cho nó chất. Chiêu việt bậc 3 thì nó cũng khá là tốn nhiều tiền các bạn ạ. Mình không đầm thì nó cũng phải tầm hết hình như hơn 1 triệu hay sao ấy, hay là cũng gần 1 triệu ấy. Nói chung là cũng khá là tốn nhiều quân huy. Rồi. Em bạn nó cướp bùa tôi rồi. Hấp dẫn rồi anh em ơi. Trời ơi là trời, cái con Nata này nhá. Trời ơi, nó ăn bùa của mình kìa các bạn. Nó ăn mà nó không chừa lại một con nhỏ nào luôn. Cái đỉnh mạnh ấy chứ, khổ thân tôi quá. Cái gì vậy trời? Mấy bạn này đánh đấm kiểu gì thế nhỉ? Ui. Náo nháo mà cho một cái hất tung này. Nhưng mà các bạn biết sao? Mình chơi na mà. Mình đâu có ngán con rán nào. Mình đâu có sợ ai. Cướp đi. Cướp đi. Xem dám ý kiến ý cò gì không? Van heo với cả Gindu các bạn ạ. Rồi. Quốc nó đi ăn. Đừng có ngại ngùng mà. Quốc. Chơi. Đúng rồi, hay lắm, hãy xem ta đây. Bập cha, cha, bạt cha, cha. Đậu xanh không có chiêu cuối các bạn ơi. Không có chiêu cuối thôi, nhu mì anh nhì đi. Chứ mình bây giờ mà hủ báo cáo trộn chết. Rồi xong cứu đồng đội cửa đó mà không cứu được đấy các bạn. Trời ơi, đánh cửa đó mà không cứu được đồng đội, tội nghiệp đồng đội ghê luôn á. Trời ơi, mất công các bạn lại bảo, ui dồi ôi, mình đi rừng kém quá. Hát túng kìa. Trời ơi, dồn combo vào. Trời ơi, đung, có mạng liền đấy chứ. Mới cấp 3 thôi, nó đi về farm lính cái đã. Khổ thật đấy chứ. Đời nhiều lúc gặp những cái đồng đội mình nó không biết canh rừng cho mình. Nó để bị cướp rừng hết trơn, nó khó chơi muốn chết à. Tại vì các bạn biết sao không? Khi mà mình chơi đi rừng mà bị team bạn nó cướp bùa ấy, mà team mình không cướp lại được, thì sẽ rừng team bạn nó sẽ hơn tiền mình, nó hơn kinh nghiệm mình. Nếu mà mình solo thẳng mặt thì nó có thể sẽ đánh mạnh hơn mình. Mình thua là chuyện bình thường. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, nếu mà đầu trận mà các bạn để phế ấy, thì là cứ dần dần càng gặp nhau mình lại càng phế. Bởi vậy các bạn nếu mà bị các bạn cướp bùa ấy thì mình tốt nhất là không nên hổ báo cáo trộn làm gì, mình cứ tập trung đi farm đi. Ây, nó lại đòi qua nó cướp mua cái con bùa xanh của mình đấy chứ, láo nháo thế cơ chứ, đùa nhau à. Rồi chơi quất trời ơi, quất trời ơi. Đúng vào bố phận con Natalia này mình ghét lắm rồi đấy nhá. Hôm qua thì cũng có gặp cái con Natalia. Xin thông báo với cả các bạn luôn. Hôm nay là chắc có lẽ các bạn đang xem clip này thì nó đã chết nè. Ai lên trời. Ui giời ơi. Chắc các bạn đang xem clip này thì hiện tại đang kiểu giống như là bị chích kìa. Nó đang bảo trì ấy các bạn. Để nó kết thúc mùa giải. Mình hiện tại mình đang làm clip này vào buổi đêm. Đêm có nghĩa là hình như còn 1 tiếng nữa là mình reset rank rồi. Có nghĩa là bây giờ đang là 1 giờ sáng mà đến 8 giờ sáng mình mới úp cơ. Thì nó thông báo là 3 giờ sáng thì là sẽ reset tới 12 giờ trưa. Vì vậy các bạn đang xem clip này, nhiều bạn sẽ hỏi ủa sao anh còn chơi được game vậy? Không có đâu. Ui sổ đông dữ vậy. Ui trời ơi. Đùa nhau à. Mình làm hết rồi đó. Bây giờ công việc của các bạn chỉ việc ăn mạng thôi đấy nhá. Quýnh luôn. Cho Lavel cắm đầu cắm cổ tốc hành chạy kìa. Ơ định mệnh. What the fuck? Sao lại chạy vào đấy nhỉ? Ôi trời ơi, chịu thua đồng đội tôi luôn đi. Các bạn có thể thấy rằng một cái pha gọi là chạy đến từ vị tướng Lavi quá là ghê gớm luôn đấy. Đúng không các bạn? Quá là ghê luôn. Ghê quá. Và đấy mà chạy được mình cũng chịu thua 2-1 mà team bạn để cho Van Heo cho bạn nó ăn cả hai. Nhục nhã quá. Rồi 4-8 rồi, team mình phế rồi. Má lờ kia cầm ADVL. Vãi cả trưởng. Bây giờ bạn lại bảo xem người ta cầm ADVL đấy chứ bạn chạy cắm đâu. Bật tốc hành chạy các bạn ạ. À. Thế mi kinh khủng. Sợ thế cơ chứ. Rồi chơi nó á. Chắc có lẽ mình phải làm tới hai clip, một clip úp lúc 8 giờ và một clip úp lúc 3 giờ chiều đấy các bạn. Chắc đến khi rợi dí sắt xanh xong rồi mình làm clip xong rồi mình đi ngủ. Ban ngày mình ngủ, buổi tối mình mới thức. Không biết tối nay có ấy được không nữa.
Mình đang tính tối nay live stream ấy các bạn. Mình sẽ live trên kênh anh Hảo live ấy. Tại vì mình đang chờ nó reset rank thì mình live nè. Và hôm nay thì nó reset rank là chắc là tối nay live thôi các bạn ơi. Bắt đầu live từ hôm nay thôi. Mới hôm nay nghỉ quá trời nghỉ rồi. Này thì cướp bùa này, tới lượt mình cướp nha. Trời ơi, thấy người ta chơi này ghê chưa? Que thông thảo luôn nè. Natalia này, Natalia quýnh cho sấp mặt luôn này chứ Natalia này. Yo! Quốc bạn ơi! Hù một cái thôi. Mình hù cái nhẹ thôi mà, tình cảm. Thế mình chết hoài ta. Quýnh nó luôn, Van Heo kìa, rơi luôn anh em. Lên! Sợ gì lên, đúng rồi, chạy đi đâu. Lên trời, đậu xanh chạy nè, 520 vàng các bạn ạ. Trời ơi, ăn một mạng mà bằng mình đi ăn nguyên cả khu rừng cũng không bằng luôn đấy. Kinh mê cơ chứ. Giàu rồi. Quá ngon luôn. Nói chung là mình sát đao những cái thành viên tem bạn kiểu bất tử giết 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mạng mà không chết mạng nào ấy. Mà mình ăn được một mạng ấy. Thì là mình sẽ dừng skin đẹp. Thôi ông ạ, bỏ đi ông ạ. Mình hơi bị buồn ông từ đấy nha. Đẹp nữa chứ. Ô kìa, con hàng kìa. Ui. Lên trời. Trời ơi, chạy thôi. Cái gì đây bạn ơi, đừng ăn quái của mình nữa bạn ơi. Đúng rồi, mày quá, xem nó bị KS. Cái định mệnh toàn đồng đội nó toàn đòi ăn bùa của mình không, chán thế cơ chứ. Các bạn cũng biết rồi đấy, nếu mà mình đi rừng mà bị đồng đội mình nó sơi bùa ấy, nó người ta gọi là thù trong giặc ngoài đấy. Rất là khó chịu, cũng như là rất là khó để giành ý chiến thắng. Các bạn đi lan, đi mid hay đi top ấy, các bạn hạn chế ăn bùa giúp mình với nhá. Đừng có ăn quái của rừng. Nếu mà rừng nó phế chút thì cứ từ từ để cho nó ăn quái nó. Nó xanh lên, trời ơi. Chắc có lẽ hồi đầu đồng đội mình nó thấy mình phế đâm ra mấy bạn ấy vào ăn rừng của mình ấy. Cày thế cơ chứ. Mình mà bị ăn rừng là nói chung là không phải mình phế nhưng mà nó cũng ui. Nguy hiểm. 1 2 Giết piu một em hết máu mà không chịu về này. Bùa xanh anh em ơi. Này còn Van Heo các bạn đã thấy mình rồi. Chết nè. Hù hồn chưa. Ui, cho mình vẫn chưa ăn được trụ nào của tem bạn hết trơn á. Mình phải rình sơn một cái trụ. Ê, bảy. Làm gì bảy dữ vậy? Rồi, Jester nó bật chiêu cuối rồi. Wow, anh ấy thiệt là mạnh mẽ quá đi. Mình sợ. Sợ quá trời sợ luôn. Sợ quá đi về hồi máu cái đã. Trời ơi, anh em tay bên kia sao mà căng thế. Căng quá, căng luôn rồi. Mất bùa đỏ rồi, lại bị cướp bùa các bạn ạ. Thôi, về sơi con bùa xanh coi. Bạn ăn hộ mình cái. Chừng chị. Ôi giời ơi. Hi cờ mờ, mấy cái thằng ra này. Hồi nãy nó ăn mình mất một con bùa, mình không thèm nói luôn, giờ nó còn chửi mình nữa kìa các bạn. Thứ khốn nạn nhà nó, đồng đội như thế này mình ghét lắm luôn á. Hồi nãy nó ăn con bùa xanh của mình ấy. Nó xài chiêu cuối nó ăn nhưng mà mình không nói. Mình kiểu giống như là mình là một con người gọi là nhường nhịn mà các bạn. Bây giờ cái con Lavi nó cũng sơ luôn con bùa luôn, nó còn chửi mình nữa chứ. Mới gặp mấy thằng đồng đội này, các bạn nghĩ rằng có nên gánh tem cho tụi nó không? Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng từ mình sẽ gánh tem cho mọi người xem luôn. Mặc dù mình không ưa đồng đội mình tí nào nhưng mà vì làm clip mình phải gánh tem cho đồng đội, cho các bạn xem clip này. Cũng như là cái lòng nhân ái của mình. Mặc dù đồng đội mình nó chửi mình nhưng mà mình cũng bình thường. Lên trời. Ui, đồng dưới gì trời. Đồng dưới gì ta. Quất tở heo. Đúng rồi. Hay quá, đây bên kia hay quá. Đây bên mình nó yếu vãi trường luôn. Đây rồi, thấy Van Heo theo mạng rồi. Mình đã thấy Van Heo theo mạng rồi nha. Con hàng ngon nha. Bray, chạy yêu ơi. Hết chiêu cuối rồi à. Thơm quá. Một mạng nữa rồi. Windu này. Lao nhau này. Giỡn mặt hả. Đùa với cả ninja siêu nhân rùa hả. Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Nakaroth đây. Bạn đừng có đùa với cả tớ nha. Mọi người xem mình xử lý bé Van Heo này. Van Heo sao sống được. Sao mà sống được. Trời ơi, thanh niên ra này chỉ là người ta gọi là cái bùi nhìn đấy các bạn. Lao lên cho có vậy thôi. Chứ nó đâu có mình đâu có cần sát thương gì của mình tới ra mà mình mới hạ gục được Van Heo đâu.
Trời ơi, mình chơi na mà mình đâu có sợ ai. Chào các bạn. Ui ôi, chào các bạn đàng hoàng nha. Chơi chứ chào luôn đó. Xem bên kia thôi, im re hạt me thế nhỉ. Chán thiệt luôn. Yo. Bập 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 cha. Bùa xanh này. Còn không ra? Có bùa xanh. Trời ơi, có bùi xanh luôn. Nó bật chiêu cuối rồi các bạn. Brian nó bật chiêu cuối rồi. Mình sẽ căn nó nhá. Nó bật chiêu cuối là nó dễ dàng bị toàn lắm các bạn ạ. Tại vì cái thanh niên Brian nó có chiêu cuối nó mới mạnh. Ui trời ơi, tôi đâm mặt vào tường bể đầu luôn mấy ông ơi. Khiếp thế cơ chứ. Đây là clip về vị đứng na rốt cuối cùng của mùa giải này. Hy vọng các bạn sẽ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Yo à lên. Trốn trong bụi này láo nháo chứ, không cho đẻ trứng chứ luôn. Chừng chỉ đó rồi sao? Van heo này. Ui đông quá. Không chơi được. Nó mà ít ít thì mình cũng bay vào đấy, nhưng mà nó đông quá các bạn ạ. Nó đông như thế này sao chơi đây? Nghe ơi, team mình kia nó mạnh thế nhỉ. Khó chịu thật sự luôn. Team mình thì nó phế vãi trưởng ra. Đây. Natalia này. Chạy đi đâu? Một em. Rồi, chạy thôi. Ui ôi. Lên trời, giỡn mặt hả? Giỡn mặt tôi hả? 8-1. Các bạn thấy ghê gớm chưa? Dạ. Cứ mỗi lần chơi nào phải cứ đánh team sấp mặt. Thì ghê luôn á. Mình khoái gặp mấy đồng đội mình nó phế phế như thế này các bạn. Thì mình sẽ mới có cơ hội thể hiện. Chứ nếu như mà mình gặp đồng đội mình nó xanh quá, làm clip nó mất vui. Mình không thích đồng đội mình nó xanh đâu. Mình thích nó phế như thế này. Chứ phải để cho mình 1-9 mình mới chịu. Chứ 1-5 mình không chịu đâu nha. Lại còn chó chuyên cắn trộm là sao? Tự dưng bạn để bảo nhà em cũng nuôi cũng muốn nuôi một con chó chơi cái chỗ. Ê. Nào ra đây. Bắt heo ra đây. Ra đây. Chào em Natalia. Lên trời, cướp bùa này. Vô. Ui trời ơi. Nào, ui trời ơi. Kinh quá cơ nhỉ. Làm sao? Quýnh luôn. Ê. Chơi nè, bờ, lên trời, phang luôn, quấn luôn. Hút máu 16%. Quá ngon các bạn ạ, có Hercules thịnh nộ còn chưa mất. Có giáp hồng mệnh cũng chưa mất. Trời ơi, vậy mà mình vẫn ăn được vị tướng Richter chăm bạn trong vòng một nốt nhạc. Quá xuất sắc đúng không? Hay không anh em? Trời ơi, anh em khen một câu đi nào. Anh như này không khen gì hết trơn, ngại thì chứ. Rồi, lật kèo anh em ơi. Ôi, gánh tem lòi mồm luôn. Này các bạn nè, đó, đẩy một thằng đường lên nào, tem mình đẩy đường trên nè. Tem bạn không phải là đối thủ đâu này. Nói chung là tem bạn bây giờ người nào ra là mình xào người đó luôn. Lấu chín luôn, ăn luôn. Rồi, lên luôn, anh em lấy đường trên đi. Xong, thắng nha. Ây da, đủ. Ủa, nó kéo 2-3 người ra nó quấn mình kìa. Brian mất chiêu cuối rồi nha các bạn. Mình căn nó mất chiêu cuối một cái, bây giờ nó thò mặt ra là mình giết nó luôn này. Đây, con hàng này. Sao lại làm thế? Thế là thế nào nhỉ? Bỏ cái tật nha bạn. Hư hả? Rồi xong, xin cái chỗ. Một đường lính siêu cấp. Trời ơi, chôm. Chôm quá. Ui da. Natalia nó xịt đau quá các bạn ạ. Thôi, về mình ăn cái con bùi xanh cái đã. Nếu phải đấy không có Natalia, khả năng là mình đập trụ là mình thắng luôn đấy. Nhưng mà có Natalia, cái con các bạn cũng biết con Natalia nó có cái chiêu 1 với chiêu 2 với cái chiêu cuối của nó. Rất là khó chịu các bạn ạ. Ui, thiệt là hú hồn con chồng hả? Ui, thiệt là ghê quá đi thôi. Richter đúng không? Để đó mình qua mình xử lý Richter cho. Nó đòi ăn mình ghê chứ, hồi nãy nó chưa sợ mình hả ta? Người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả ta? Bụp. Lấy con chim coi. Lấy con chim để nó xoay map đấy các bạn. Wow, thiệt là ghê quá đi. Nào. Chơi không? Ai đủ. Nào.
Nào 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 nào. Thôi 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 anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh thôi. Định mệnh nó đông lắm các bạn ạ. Ôi solo không lại nó rồi, không lại nó rồi. Chạy đi các bạn chạy đi. Bây giờ mình các bạn đây các bạn nhìn này mọi người xem mình này. Đẳng cấp trộm trụ là đây chứ đâu. Này mọi người xem mình này. Ui anh em làm gì đây? Sao chết hết rồi? Ôm trụ thôi. Rồi xong whip nó cũng chết luôn rồi. Đây. Bách đo. Đời đâu xanh ông chủ kiểu méo gì chết hoài vậy? Bách đo. What the basketball lên chơi. What the basketball lên chơi. Cái định mệnh nó thôi xong rồi. Một mình ra là ăn cám lợn rồi. Chết tôi rồi. Xong. Ui dồi ôi chán thế, gặp đồng đội đánh thế này sao đỡ được. Thôi thua, đánh hay quá mà thua các bạn ạ. Thôi kệ không sao, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nhé. Bye bye. Bạn nào muốn mua nick vào shop của mình thì phần mô tả video ấy nha các bạn.